Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của nước Mỹ và vai trò của ông là điều không thể phủ nhận khi ông chính là một trong năm người đã góp phần tạo ra bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, là tác giả của đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng và là cha đẻ của Đại học Virginia. Thế nhưng người ta lại biết đến ông là vị tổng thống nghèo nhất trong lịch sử khi ông phải tự tay đệ đơn xin bán đấu giá tài sản của mình để trả nợ vào lúc cuối đời. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thomas Jefferson, vị tổng thống góp phần tạo nên bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Một học sinh xuất sắc. Thomas Jefferson sinh ngày 13 tháng 4 năm 1743 tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Cha của ông là Peter Jefferson, xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo và gắn mình với những trang trại mênh mông. Mẹ ông, bà Jane Randolph, thuộc tầng lớp thượng lưu danh giá nhất xã hội bấy giờ. Nhờ mẹ, Thomas Jefferson có được một chỗ đứng vững chắc trong giới quý tộc. Đồng thời, ông được học cùng những đứa trẻ nhà Randolph quyền quý. Thomas Jefferson dành một tình yêu đặc biệt cho sách. Đến khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, người ta thống kê được rằng Thomas Jefferson có 6.487 cuốn sách. Trong đó, những cuốn sách về Hy Lạp và La Mã cổ đại đã đặt nền móng đầu tiên cho tư tưởng chính trị độc lập và quyết đoán của ông sau này. Ngoài sở thích đọc sách, Thomas còn có lòng say mê với các môn khoa học tự nhiên và thích cưỡi ngựa. Khi lên 9 tuổi, ông bắt đầu học thêm các tiếng khác như tiếng Latin, Hy Lạp và tiếng Pháp. Khi Thomas 14 tuổi, người cha đột ngột qua đời. Gia đình ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi mẹ ông phải gồng gánh nuôi 9 người con. Không lâu sau đó, một người bạn thân thiết của gia đình tên William Randolph đã đứng ra giúp đỡ cho đến khi Thomas hoàn tất việc học. Dù thế, Thomas thừa biết rằng ông phải trưởng thành thật nhanh để gia đình có một chỗ dựa thực sự vững chắc. Năm 16 tuổi, Thomas Jefferson bắt đầu học Đại học William & Mary tại Williamsburg. Hai năm học đầu, Jefferson được học các môn toán, vật lý và triết học do tiến sĩ William Small dạy. Thầy Small đã truyền cho ông niềm nhiệt huyết với những bài học về cuộc đời của các bậc vĩ nhân như John Locke, Francis Bacon hay Isaac Newton. Vốn thông minh và ham học hỏi, Thomas Jefferson luôn chứng tỏ vị trí đầu bảng trên mọi lĩnh vực. Ông thành thạo cả hai ngoại ngữ là tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp và biết chơi cả đàn violon. Bỏ nghề luật sư sau 7 năm gắn bó. Năm 1762, Thomas Jefferson tốt nghiệp Đại học William & Mary loại xuất sắc. Tiến sĩ Small đã thu xếp để Thomas học luật với vị thẩm phán George Wythe. Trong thời gian học luật với thẩm phán Wythe, Thomas dành mối quan tâm tới tình hình chính trị căng thẳng giữa nước Anh và thuộc địa Bắc Mỹ. Vị thẩm phán uyên thâm của địa phương đã ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của Thomas. Sau này, ông là một trong những người ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Nhờ mối quan hệ với tiến sĩ Small và thẩm phán Wythe, Thomas được giới thiệu đến gặp thống đốc Francis Fakier. Bốn người thường gặp gỡ và trò chuyện vào những buổi chiều tại tư dinh của thống đốc. Họ bàn luận về thời cuộc hoặc dạo các bản nhạc thính phòng. Năm 1767, Thomas Jefferson được nhận vào đoàn luật sư và bắt đầu hành nghề một cách khá thành công. Ông dành thời gian qua lại giữa hai địa điểm là Williamsburg và Chartwell. Với vốn hiểu biết sâu rộng và sự tường tận luật pháp nước nhà, ông đã giúp xử thắng khá nhiều vụ kiện ở Mỹ thời bấy giờ. Tuy nhiên, danh vọng và tiền bạc không đủ để giữ chân hiền tài khi ông dần dần có ác cảm sâu sắc với giới luật sư đương đại, rằng người ta chỉ bảo vệ kẻ có tiền và sẵn sàng dẫm đạp lên mọi giá trị đạo đức. Sau 7 năm, Thomas Jefferson rút khỏi ngành luật và trở về với cuộc sống của một quý tộc nông thôn. Luôn bận tâm về các vấn đề xã hội. Những tưởng có thể an nhiên sau khi từ bỏ công việc luật sư đang đà phát triển, thì Thomas Jefferson nhận ra rằng lòng ông vẫn luôn bận tâm đến các vấn đề xã hội, và điều đó không cho phép bản thân ông hưởng thú vui sống ẩn dật ở chốn thôn quê lâu dài. Trước khi từ bỏ nghề luật sư, tháng 5 năm 1769, Thomas Jefferson được bầu vào Viện Lập pháp xứ Virginia, The House of Burgesses, và phục vụ ở nơi này tới năm 1775. Trong thời gian này, Thomas đã tổ chức chống nhập cảng và kêu gọi tất cả các xứ thuộc địa nên họp lại với nhau và cùng bày tỏ phản ứng. Vụ việc xảy ra sau khi nước Anh ban hành đạo luật tem thuế tại thuộc địa Bắc Mỹ.
Sau đó, Thomas Jefferson được chọn trở thành đại biểu cho hạt Albemarle tại Đại hội Virginia lần thứ nhất. Tiếp đến, ông được cử đi tham dự Quốc hội Lục địa, một hội nghị của các đại biểu đến từ 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Tuy nhiên, vì bệnh nặng, Thomas đã gửi tới đó các bài viết nói rõ quan điểm của mình đối với cuộc khủng hoảng. Theo đó, ông lý luận rằng Quốc hội Anh không có quyền kiểm soát các xứ thuộc địa Bắc Mỹ. Ông đã so sánh các người Anh đầu tiên định cư tại châu Mỹ giống như những người Saxons đầu tiên đến nước Anh hàng trăm năm về trước. Như vậy, những người định cư ban đầu khi tới châu Mỹ đã dùng các quyền tự nhiên của họ để di dân. Jefferson cho rằng các thuộc địa hiện nay có thể trung thành với vua nước Anh vì họ được tự do lựa chọn sự trung thành đó. Vào thời bấy giờ, phần lớn cư dân của xứ Virginia đã coi các quan điểm của Thomas Jefferson là thái quá. Mùa xuân năm 1775, Thomas Jefferson tham dự Đại hội Virginia thứ hai. Đại hội này đã chọn ông trở thành một trong những đại biểu tham dự cuộc họp tại thành phố Philadelphia. Quốc hội Virginia đã nhờ Thomas trả lời một bức thư hòa bình của Lord North, thủ tướng Anh thời đó, khi ông này đề nghị rằng Quốc hội Anh sẽ không đánh thuế người định cư tại Bắc Mỹ nếu những người này chịu đánh thuế chính họ. Thomas Jefferson đã bác bỏ đề nghị của thủ tướng Anh và nhấn mạnh rằng một chính quyền phải được lập nên tại Bắc Mỹ cho các người thuộc địa. Sau đó, Quốc hội lục địa đã chấp thuận bức thư của Jefferson gửi cho thủ tướng North. Tham gia soạn thảo tuyên ngôn độc lập 1776. Thomas đóng vai trò ngày càng tích cực trong phong trào đấu tranh giành độc lập. Những kiến nghị của ông trong đoàn đại biểu Virginia với hội nghị lục địa được công bố trong quyển sách nhỏ có tựa đề Quan điểm tóm tắt về các quyền của nước Mỹ. Những quan điểm đó đã đưa ông lên vị trí của một trong những nhà lãnh đạo cách mạng hàng đầu. Ông được cử làm công tác đặc biệt ở Anh. Còn tại Mỹ, Thomas được các cộng sự chọn để cùng dự thảo bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Bản tuyên ngôn đã biện hộ cho thế đứng của cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Đồng thời, nó cũng xác nhận niềm tin vào các quyền lợi tự nhiên của tất cả mọi người, dù các ý tưởng này phần lớn không phải là mới lạ. Bằng những lời văn vừa bình dị vừa cương quyết, bản tuyên ngôn đã làm cho mọi người đồng tình và được đánh giá là đã mô tả đúng tinh thần độc lập của người Mỹ. Một thời gian sau khi tham gia soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập, Thomas Jefferson từ bỏ ghế đại biểu Quốc hội. Ông dành mối quan tâm đến việc xây dựng một bản hiến pháp cho quê hương Virginia. Thomas Jefferson hy vọng rằng nó sẽ xóa đi mọi cơ cấu quý tộc cổ xưa và tương lai để đặt nền móng cho một chính phủ của nhân dân. Năm 1779, thì Thomas trở thành thống đốc của bang Virginia và giữ chức vụ này đến năm 1781. Hai năm sau, thì ông quay trở lại Quốc hội và đảm nhận vị trí đứng đầu Ủy ban xem xét Hiệp ước Hòa bình với Anh. Và năm kế tiếp, thì ông trở thành công sứ đại diện chính quyền Mỹ non trẻ ở Pháp và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Trở thành chính khách Hoa Kỳ. Từ năm 1789, với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ trong nội các của Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson đã công bố tư tưởng dân chủ. Dựa vào đó, Đảng Dân Chủ đã được xây dựng. Chính điều này đã trải thảm đỏ cho Thomas Jefferson trên chính trường và nhận được sự ủng hộ của đông đảo các chính khách cũng như người dân. Vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhất, George Washington, Thomas nộp đơn xin từ chức vì muốn thoát khỏi nghề làm chính trị đáng ghét. Tháng Giêng năm 1794, Thomas trở lại Monticello. Ông hy vọng tìm lại hạnh phúc từ những người bạn hàng xóm và sách vở. Ông bận rộn với các công việc nông trại và có thời giờ sống cho mình. Thế nhưng cuộc sống ẩn dật này đã không kéo dài được lâu. Các thành viên của Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa đã ủng hộ và đề nghị ông Thomas Jefferson trở thành ứng viên tranh cử chức vụ Tổng thống với ông John Adams, một ứng viên của Đảng Liên bang. Cuối cùng, ông Adams đã nhận được 71 phiếu cử tri và được bầu làm Tổng thống. Jefferson đứng thứ hai và theo luật lệ thời bấy giờ, ông đã đắc cử Phó Tổng thống. Trong thời gian giữ chức Phó Tổng thống, Thomas Jefferson đã không hoạt động tích cực. Nguyên nhân là do những nhân viên hành chính cao cấp phần lớn thuộc Đảng Liên bang. Thế là Thomas tìm cách củng cố Đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Kết quả, đảng này đã đạt được sự ủng hộ của những nông gia cỡ nhỏ, người định cư biên giới và giới lao động miền Bắc. Điều đó khiến mối quan hệ giữa Thomas Jefferson và ông Adams ngày càng trở nên căng thẳng.
đến năm 1800, họ tuyệt giao với nhau. Trong thời gian này, Thomas Jefferson đã viết ra cuốn sách hướng dẫn các thực hành nghị viện, Manual of Parliamentary Practice. Ngày nay, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn còn sử dụng nhưng với hình thức đã được sửa đổi. Vào nhiệm kỳ Tổng thống của ông John Adams, đã có nhiều chỉ trích chính quyền từ các báo chí và các diễn giả. Để hạn chế các cuộc tấn công này, vào năm 1798, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua các đạo luật ngoại kiều và chống nổi loạn, The Alien of Sedition Acts. Đạo luật này khiến cho các công dân của một quốc gia thù địch có thể bị trục xuất hoặc bị cầm tù trong thời chiến, đồng thời cho phép kết án nặng nề các kẻ âm mưu hay có hành động chống chính quyền. Tại khắp nơi, dân chúng đã lên tiếng phản đối các đạo luật vì nó tước đi quyền tự do ngôn luận và báo chí, nhất là của Đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Thomas Jefferson đã đứng đầu công cuộc chống đối đó. Ông cùng với James Madison đã bí mật giúp đỡ việc soạn thảo ra các nghị quyết năm 1798, The Resolutions of 1798 của các viện lập pháp Virginia và Kentucky. Theo đó, các tiểu bang có quyền vô hiệu hóa các hành động của liên bang bị coi là vi hiến. Mục đích của các nghị quyết này là xét lại giá trị của các đạo luật đã được chính quyền liên bang thông qua để bảo vệ các quyền lợi của tiểu bang và duy trì các tự do cá nhân. Tổng thống đầu tiên được bầu trong cuộc tranh cử lưỡng đảng. Năm 1800, các đảng viên Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đã chỉ định Jefferson làm ứng viên Tổng thống, còn Đảng Liên bang thì tái đề cử Tổng thống John Adams. Trước đó, đảng viên Liên bang đã cảnh báo dân chúng Mỹ rằng ông Jefferson là một nhà cách mạng, một kẻ vô chính phủ và một người không có đức tin. Tuy nhiên, nội bộ Đảng Liên bang đã bị chia rẽ. Thêm vào đó là ảnh hưởng của đạo luật ngoại kiều và chống nổi loạn. Tất cả đã làm lợi cho Đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Tới kỳ kiểm phiếu, Jefferson giành được 73 phiếu cử tri so với 65 phiếu của Adams. Những người thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đã ăn mừng, nhưng rồi họ lại sớm thất vọng khi biết tin mỗi cử tri Đảng Dân Chủ Cộng Hòa bỏ một phiếu cho Jefferson, đồng thời cũng bỏ một phiếu cho Aaron Burr, ứng cử viên của Đảng Liên bang. Như vậy, hai đảng có số phiếu bằng nhau dù rằng ý định của cử tri đoàn là bầu ông Jefferson làm Tổng thống. Tới lúc này, Viện Dân biểu, The House of Representatives, phải đứng ra dàn xếp. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1801. Kết quả, ông Burr trở thành phó tổng thống. Như vậy, Thomas Jefferson là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên được bầu trong cuộc tranh cử lưỡng đảng. Hai nhiệm kỳ thành công rực rỡ. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Jefferson tuyên bố rằng mọi khác biệt về ý kiến không phải là sự khác biệt về nguyên tắc. Sau một thời gian ngắn, những người thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đã chấp nhận nhiều ý tưởng của các đảng viên liên bang. Thomas Jefferson vốn không phải là người có khả năng diễn thuyết trước đám đông. Ông là vị tổng thống đầu tiên gửi thông điệp hàng năm Annual Message tới Quốc hội. Phương thức này đã được các tổng thống về sau noi theo cho tới năm 1913, khi tổng thống Woodrow Wilson lập lại thủ tục trình bày các vấn đề quốc gia trước Quốc hội. Khi nắm quyền hành tổng thống, Thomas Jefferson chủ trương rằng chính quyền liên bang nên đóng vai trò càng nhỏ càng tốt, và với sự giúp đỡ của Bộ trưởng Ngân khố Albert Gallatin, một chính sách kinh tế giới hạn đã được thi hành. Chính quyền giảm bớt các ngân khoản của các bộ sở, đặc biệt là của lục quân và hải quân. Bên cạnh đó, Tổng thống Jefferson cũng cho rằng các chức vụ liên bang nên được căn cứ vào sự xứng đáng. Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Thomas Jefferson phát triển thịnh vượng. Đó là lý do quan trọng để ông đắc cử Tổng thống lần hai vào năm 1804. Trong suốt hai nhiệm kỳ Tổng thống, Jefferson loại ra một số người thuộc Đảng Liên bang và thường chỉ định người thay thế thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Vào cuối nhiệm kỳ thứ hai, phần lớn các chức vụ quan trọng của quốc gia là do Đảng viên Dân Chủ Cộng Hòa phụ trách. Jefferson cũng duyệt xét lại rất nhiều đạo luật, công bố nhiều tu trình án hiến pháp, nhưng không thành công trong việc kiểm soát tối cao pháp viện. Vào năm 1808, trong khi nhiều người mong đợi Tổng thống Jefferson ra tranh cử một lần nữa, thì ông đã từ chối. Lý do là ông muốn theo gương của cựu Tổng thống George Washington. Trước khi rút lui sau hai nhiệm kỳ, Thomas Jefferson đã không quên nói rõ cho mọi người biết rằng ông ước mong James Madison sẽ là vị Tổng thống kế tiếp, và ông Madison đã thắng cử dễ dàng. Thomas Jefferson rời khỏi chức vụ Tổng thống vào năm 1809, lúc 65 tuổi.
ông cảm thấy tự do khi dùng thời giờ cho bạn bè, sách vở và vun trồng sự theo đuổi trầm lặng của khoa học. Ông đã viết, không một người tù nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn tôi khi tôi trút được gánh nặng quyền lực. Thomas Jefferson dành 15 năm cuối của cuộc đời để góp công vào việc thành lập Đại học Virginia, UVA, tại thành phố Charlottesville. Đại học này được khai trương vào năm 1825. Cuộc sống riêng tư nhiều mất mát. Năm 1772, Thomas Jefferson cưới một quả phụ tên là Martha Wells Kelton. Martha là con gái của ông John Wells, một luật sư danh tiếng sống gần Williamsburg. Nhờ âm nhạc, Thomas đã chiếm được cảm tình của bà Martha. Sau đó, gia đình Jefferson đã an cư tại Monticello. Họ có một con trai và 5 con gái, nhưng chỉ có 2 người con gái sống tới tuổi trưởng thành. Sau 10 năm kết hôn, bà Martha Jefferson qua đời khi sinh người con thứ 7. Cái chết của người vợ khiến Thomas vừa điên dại vừa rối trí. Trong nhiều tháng trường, ông Jefferson đã không cầm bút viết và nói chuyện với rất ít người quen. Ông nói với bạn bè, cái chết của vợ là sự kiện duy nhất xóa sạch mọi chương trình của ông và đã đặt ông vào một khoảng trống mà không còn tinh thần nào lấp đầy được nữa. Từ sau khi vợ mất cho đến khi trở thành Tổng thống nước Mỹ rồi qua đời, Thomas không kết hôn. Ông dành thời gian đời thường để chăm sóc 2 người con gái. Với lý tưởng kết nối gia đình, ông mong muốn con gái Patsy và Maria khi kết hôn vẫn có thể ở cùng nhau tại Monticello. Nhưng Maria cũng giống như mẹ cô, đã mất khi còn rất trẻ vì sinh con. Trong khi kỳ vọng về hạnh phúc gia đình không thành, tài chính của Jefferson cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Ông phải vay nợ trong suốt cuộc đời mình, trong đó có cả trách nhiệm kế thừa một khoản nợ từ cha vợ. Nguồn thu nhập chính từ đồn điền không đủ sống và cho đến cuối cuộc đời, ông phải đệ đơn liên bang Virginia xin bán đấu giá đất tư, nhưng chính quyền tiểu bang từ chối. Sau khi ông chết, bất động sản của ông mới được đấu giá để trả nợ và con gái của ông thì phải sống nhờ quỹ từ thiện. Tổng thống Thomas Jefferson qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1826 tại ngôi nhà do tự ông xây cất và trên phần bia mộ do ông đã chọn trước có khắc ghi những dòng chữ ghi lại những thành tựu vẻ vang trong cuộc đời ông. Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của Tổng thống Thomas Jefferson, là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Mỹ, tác giả của đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng và là cha đẻ của trường đại học Virginia. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.